Mọi chuyện ấy vẫn chưa kết thúc đâu, đừng lo lắng quá. Ý có muốn mình đi xem không? Đi xem mắt đấy. Như thế không được, không thể được. Năm 6, 5 8, 5 5. Cố lên, cố lên. Chắc mua pizza cho có phòng rồi. Sắp rồi, phải ăn rồi, phải ăn rồi. Ôi, ôi, bố việc, bố việc. Còn nước còn tác, anh buông tay sớm vậy sao? Vận mệnh của Hermod không còn là quyền quyết định của chúng ta nữa. Ông mama mia, không thể như thế được. Chúng ta sẽ là lịch sử. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc này đi nào.